VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Ôi trời, công chúa ơi, đại nhân Chinh tộc Quang Nô đã đi gặp hoàng thượng rồi. Để làm gì vậy lúc trễ như vậy chứ? Thần cũng không rõ lắm, nhưng mà hoàng thượng vừa cho gọi vệ quân tới. Ngô sư phụ, người phải tránh đi. Tại sao chứ? Hoàng thượng đã hạ lệnh giết thần rồi hay sao vậy? Đúng vậy, người nói không sai. Vì vậy ngươi hãy tránh đi. Nếu thần đóng vai mồi lửa thì Goguryeo hắn sẽ lụi tàn trong biển lửa. Thần đã lường trước việc này rồi. Ngươi hãy tự mình đưa quân tới đánh đi, đừng có chết một cách vô nghĩa như vậy. Nếu ngươi muốn trả thù cho cha của mình thì hãy làm cho đúng. Nếu ngươi quay trở lại như một tướng quân thì ta sẽ làm đối thủ với ngươi. Bọn ta đang trên đường tới phòng sách, vì cần tìm một vài tài liệu ngoại giao. Sứ thần không thể đi được đâu công chúa. Các ngươi đang cản đường ta vì không biết ta là ai hay sao? Nếu ngươi không tin ta thì có thể đi theo. Theo ta. Sứ thần đã biến mất rồi. Lục soát kỹ đi, mau tìm chúng. Chuyện này có thể khiến cho công chúa rơi vào cảnh nguy hiểm. Giờ ngài có muốn quay lại không? Không đâu. Công chúa đã tổn thương lòng tự trọng của ta, ta phải chuẩn bị báo đáp ân huệ đó chứ. Hai người đã nói chuyện gì với nhau vậy? Hay đó là cuộc trò chuyện ngọt ngào mà ngài luôn mong ước? Con đường chính sẽ bị lục soát, đi bằng người sẽ vô dụng mà thôi. Chúng ta phải đi bộ tới tận biên giới. Nàng đi được không? Kể cả quay lại Xin La thì chúng ta vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Kẻ mang quyền uy sẵn có nhất định sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây trước đã. Gogun đi đâu rồi? Ta hỏi tỷ hắn ở đâu? Trốn rồi. Ta đã giúp hắn trốn thoát. Cái gì? Bây giờ chắc hắn đã rời khỏi cung và trốn đi xa rồi. Mau chóng cử binh lính để đi bắt hắn lại cho ta. Còn nữa, mau bắt cả công chúa luôn. Bệ hạ, ngươi không nghe ta nói gì sao? Bắt giữ công chúa lại và nhốt vào ngục. Dạ. Thả ta ra, tự ta có thể đi được. Bệ hạ, bệ hạ, người hãy bình tĩnh lại, cấm miệng đi. Mau, đi thả đi, mau đi, đi mà. Mau lên, thả đi, xuống đi, xuống xuống xuống, thả cho tôi qua. Cấm miệng hết đi, đi. Con phải kìm nén lại chứ. Lũ ngốc này. Các ngươi có biết mình đã trói ai lại hay không? Chúng thần vừa nhận lệnh bắt tất cả người thuộc tộc Suno. Cái gì? Đúng là vớ vẩn thật mà. Mau thả tất cả bọn họ ra đi. Dương đại nhân, đây là chuyện vô cùng vớ vẩn. Sao mọi người lại phản nghịch chứ? Bộ tộc ta đã từng trải qua việc này rồi, bọn ta sẽ không để cho điều này lặp lại lần nữa đâu.
Vì vậy ngài hãy lui binh về đi. Nhưng mà công chúa và Sa đại nhân, nếu như bây giờ chúng ta gây chuyện ở đây, chỉ càng làm cho công chúa gặp nguy hiểm thêm thôi. Đã bắt được Gogun chưa? Chúng thần đã mất dấu hắn rồi. Tức là không bắt được hắn à? Nghe ngươi nói xong làm ta mất hết khẩu vị ăn uống. Bệ hạ, bệ hạ thật sự tin là công chúa âm mưu làm phản sao? Vì vậy bệ hạ mới ra lệnh bắt tộc Sunwo. Ngươi đã phụng sự từ đời phụ hoàng của ta thì phải biết chứ. Hoàng tỷ đó của ta chưa bao giờ che giấu giả tâm trở thành vua mà. Không phải như vậy đâu. Những gì công chúa làm chỉ vì hoàng thất mà thôi. Ta không quan tâm hoàng tỷ nghĩ gì. Tỷ ấy có làm phản hay không do ta quyết định. Hoàng tỷ đã giúp cho Gogun bỏ trốn, chuyện này quá rõ ràng. Tiên hoàng cũng đã phạm lỗi tương tự như vậy thưa bệ hạ. Bỏ đi tất cả niềm tin và đắm mình trong nghi ngờ. Cẩn xin bệ hạ đừng để bản thân rơi vào bi kịch như vậy. Việc đó còn tùy vào quyết định của công chúa. Nhanh lên. Thần xin lỗi công chúa. Thần đã không thể đánh giá được tình hình và khiến cho công chúa gặp rắc rối rồi. Tại sao cả đại nhân cũng vào đây? Sa tướng quân, Gina. Công chúa à, kể từ ngày đầu công chúa đến Quỷ Cốc thì chúng ta đã trở thành người của công chúa rồi. Người nhất định đừng sợ hãi và không được chùn bước đó. Đi. Nói nhẹ quá. Đi. Họ nói quyền chiến ưu thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vào trong đi. Công chúa, đừng làm vậy mà. Ta nhất định phải gặp bệ hạ. Mau đi truyền lời đi. Nhanh lên. Xin bệ hạ hãy thả tộc trưởng và binh lính của tộc Sunwo. Nếu ta làm vậy thì họ sẽ đứng về phía hoàng tỷ và chĩa mũi kiếm về ta. Chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu. Vậy thì hãy chứng minh sự trung thành của tỷ đi. Shinla đã chiếm thành núi Adan từ khi phụ hoàng còn tại vị. Ta muốn lấy lại cứ điểm đó. Hoàng tỷ hãy gọi On tướng quân đi chiếm lại thành đi. Ta đã nói với bệ hạ rồi mà. On tướng quân nhất định sẽ không cầm kiếm chiến đấu nữa đâu. Vậy thì tại sao tỷ lại đi gặp huynh ấy? Tỷ đã đến chỗ trốn của huynh ấy còn gì? Hai người đã nói chuyện gì chứ? Sao bệ hạ lại biết được? Tỷ đã kêu huynh ấy làm phản cùng mình sao? Giúp tỷ lực đổ vị vua nhỏ tuổi và yếu kém để hoàng tỷ có thể làm vua sao? Con à, nếu như tỷ thấy oan ức thì hãy cho ta nhìn thấy lòng trung thành đi. Nếu đã vậy thì bệ hạ giết ta đi. Hãy lấy mạng sống của ta làm bằng chứng cho lòng trung thành của ta. Giờ thì ta đã hiểu rồi.
Ta đã nói gì với con chứ? Nó sẽ không nghe lời con đâu. Con đang mệt lắm, mẫu hậu về đi. Con định làm gì với anh tướng quân? Hiện giờ tuy rằng hắn sống ẩn dật, nhưng nếu công chúa có mệnh hệ gì thì hắn sẽ tới tìm bệ hạ đầu tiên đó. Cẩn thận đó, đi từ từ thôi. Cẩn thận đó. Đúng đó, cẩn thận, cẩn thận. Sa đại nhân, ngài có sao không? Ta thật sự không sao cả. May là chuyện chỉ kết thúc ở đây. Ông trời đã giúp cho chúng ta. Không phải như vậy đâu. Chị nợ. Ý của cô là Sa đại nhân, không phải ngài được thả vì hiểu lầm được quá giả rồi hay sao? Công chúa đã nhận hết lỗi về mình rồi, lại một mình nhận tội mặc dù không hề có. Chị nợ, dừng lại đi. Hai đứa trật tự đi. Công chúa của chúng ta đã nhận tội mà mình không hề mắc phải. Cái gì? Để tránh việc đối đầu với bệ hạ, công chúa nói sẽ tự mình nhận hết tội lỗi. Vậy rốt cuộc công chúa sẽ như thế nào đây? Sa đại nhân, bệ hạ đã ra lệnh chém đầu công chúa để đền tội. Serapon, Silla, bọn họ đã xúc phạm tên của chúng ta. Họ không những từ chối đề nghị liên minh của chúng ta mà còn bắt giam cả sứ thần nữa. Chưa hết, để có thể cứu lấy mình, họ đã chạy trốn trong ô nhục. Đây là tội ác vô cùng nghiêm trọng, phải trả giá bằng mạng sống. Có gì sai không hả? Ngài suy nghĩ cho danh tiếng của Silla nhiều thật đó, Kim đại nhân à. Nhưng hành động và lời nói lại khác nhau. Những lời ngài vừa nói nghe chẳng thật chút nào hết. Cái gì? Hành động và lời nói khác nhau sao? Dạ. Kim đại nhân đây đã phái người phụ nữ này làm gián điệp và đã đến Goguryeo rất nhiều lần. Mỗi lần đến thì mang theo rất nhiều trang sức và vàng bạc, thậm chí là phụ nữ Goguryeo, để một mình sử dụng. Người lấy cớ phụng sự cho Silla mà lại làm đầy túi mình. Bệ hạ, không phải như vậy đâu. Ông ta nói rằng tài sản là dành cho bệ hạ và lợi ích của Silla, kêu tiểu nữ không được quan tâm đến lời lãi. Nếu như đã làm trò một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba mà thôi. Thần cũng đi dò la tin tức khắp nơi, và thần dám chắc chắn với bệ hạ rằng mỗi khi hắn đến, Betje cũng đã tư lợi cho bản thân mình. Cả Betje sao? Ta đã nhân từ thu nhận những kẻ Goguryeo lang thang như các ngươi, vậy mà giờ các ngươi lại dám ở đây đắm sau lưng của ta sao? So với đất nước thì ông ta đã đặt cá nhân mình lên trên hết tất cả. Bệ hạ không nên giữ bên mình đâu. Bệ hạ đừng tin lời bọn chúng, thần bị quan. Đây là một cái bẫy đó bệ hạ. Chúng ta tìm hiểu thì sẽ biết ngay thôi. Kéo ra ngoài đi. Dạ. Người không thể làm vậy được. Bệ hạ, thần không có tội, thần bị quan mà bệ hạ. Bệ hạ. Tất cả hãy lùi xuống hết đi. Tên Kim Cha Sun này chắc chắn sẽ phải trả giá vì những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Còn ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào khi không làm tròn nhiệm vụ sứ thần của mình đây? Hãy cho thần 10.000 quân của người thưa bệ hạ. Thần sẽ tấn công Goguryeo và mở rộng lãnh thổ Silla cho người. Sao ta có thể tin tưởng mà giao cho ngươi 10.000 quân lính của ta kia chứ? Theo thần thấy thì hiện giờ Goguryeo không còn vị tướng quân nào có thể bảo vệ vùng đất của họ nữa.
họ chỉ còn những con rối, ốm yếu bệnh tật mà thôi. Ta nghe nói công chúa Biongang đã đẩy lùi được cuộc tấn công của quân Baekje kia mà. Vua Yongjan vì ghen tị với tỷ tỷ của mình mà đã nhốt nàng ta lại rồi. Bây giờ là thời điểm thích hợp. Nếu bệ hạ giao cho thần 10.000 quân thì thần nhất định sẽ thu tóm Goguryeo vào tay Shinla. Nếu là 30.000 quân lính thì sao? Để ngươi có thể chiếm được điện Biongang kia, ta nghĩ ngươi cần ít nhất 30.000 quân. Tướng quân không đi được. Nếu như ngài đi rồi, ngài sẽ không còn mạng sống mà quay về đâu. Vậy thì trong đám tang của ta, hãy thắp thật nhiều hương vào một chút. Tướng quân à, ta không cần dấu hiệu nào để chỉ ra con đường ta nên đi. Ta đã quyết theo rồi, không cần biết hậu quả là gì. Dù tướng quân có thắng đi nữa thì ngài cũng không giành lại được công chúa đâu. Chắc chắn là công chúa sẽ sớm bị xử tử thôi. Ta biết, đó chính là lý do ta phải chiến đấu. Đó là cách duy nhất mà ta có thể mẫu thân à. Con không biết như vậy có đủ để xây lều không? Khốn, chủ không có nhà là đến ăn trộm ngay sao? Ondan đi đâu rồi hả? Ondan là tên con chó cỏ trong sân nhà ngươi à? Đây là nhà của ta đó. Nhà của ngươi sao? Nói thật đi, ngươi là ai hả? Mấy tên trộm quen mà dám sai bảo ta sao? Bắt lấy hắn! Đuổi theo! Nhà sư, sư phụ, sư phụ ơi, sư phụ ơi. Sư phụ ơi,
Sư phụ ơi. Người đang làm gì vậy? Ta đang đào mộ chứ làm gì. Đào mộ cho ai? Đương nhiên là cho sư phụ rồi. Người chết rồi mà. Người chưa chết sao? Đây sẽ là mộ của ngươi chứ không phải của ta đâu. Trời, nhẹ tay thôi. Người thực sự còn sống sao? Người không phải ma đâu chứ. Ta không phải ma nhưng lại chỉ thấy mình giống như con heo vậy. Rõ ràng mạch của người không đập và không hề có hơi thở mà. Khi ngươi tập luyện nhiều giống như ta thì ngươi có thể trải qua cả một đêm giả chết mặc dù là ngươi chưa chết. Có thật vậy không? Có cần phải nghiêm túc vậy không khi ngươi rời đi trước khi học hết những gì ta dạy? Ta biết những sát thủ đó chỉ đi khi chúng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cho nên ta đã giả chết một lúc thôi mà. Những tên sát thủ đó đã được bệ hạ phái tới thật sao? Để giết chết ta à? Chắc chắn như vậy rồi. Giờ chúng đã biết ngươi sống trong căn nhà đó rồi. Và chúng sẽ tin rằng chúng đã giết được chủ nhà. Nên chúng không quay lại nữa đâu. Nếu ngày ấy phái sát thủ đến đây để truy sát ta, vậy nghĩa là Ga Chinh cũng đang gặp chuyện rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sư phụ biết rõ có đúng không? Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi đã lui về ở ẩn xa lánh trần thế rồi mà. Sư phụ mau nói cho ta biết đi. Hoàng thượng đã giam công chúa vào nhà lao. Hả? Ngài ấy đang nghi ngờ rằng công chúa có ý định tạo phản. Đúng là vô lý thật mà. Sao Ga Chinh lại làm vậy chứ? Quyền lực mà, dù giữa cha mẹ hay là con cái thì cũng không thể chia sẻ được. Hơn nữa, có một tỷ tỷ văn võ song toàn bắt đầu nhận ra được sự kính trọng của người dân. Đức vua phải lo lắng là chuyện đúng. Vậy bây giờ tình hình của Ga Chinh ra sao hả? Nếu như công chúa không thể chứng minh mình vô tội thì người sẽ bị xử tử. Quá vô lý mà. Sao cô ấy phải chứng minh mình vô tội vì một việc mình không làm chứ? Tỷ tỷ, đừng chọn con đường chết khi đường sống đang mở rộng chứ. Tướng quân On là lưỡi kiếm của tỷ. Ngay khi chúng ta lấy lại được thành A Đan thì cả tỷ và tỷ phu đều sẽ được sống vui vẻ. Con đường mà ta có thể sống chính là nguyện chết vì người đó thưa bệ hạ. Sao tỷ lại cứng đầu như vậy kia chứ? Nếu như thuyết phục được tướng quân On thì tỷ có thể thoát chết mà. Quân à, huynh ấy đã trở thành lưỡi kiếm của ta và phải tắm trong bể máu để thỏa mãn cho tham vọng của ta. Huynh ấy còn làm mình bị thương. Cuối cùng huynh ấy đã được quay lại cuộc sống mà huynh ấy hằng khao khát. Vì vậy ta cảm thấy rất xấu hổ và cũng vô cùng biết ơn. Có thật, đây là lời trăn trối của tỷ không? Mạng sống của ta
không phải do đệ kiểm soát đâu. Mà ta đã quyết định sẽ dâng hiến nó cho huynh ấy. Đồ ăn ngon quá. Sư phụ ơi, người nói là thành A-đan đúng không? Có thật là bệ hạ muốn có nó không? Thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Nhưng còn Gai Chin thì sao? Nếu như ngươi vẫn không thể buông bỏ được thì hãy đến chùa với ta đi. Ta không có ý định đi làm sư đâu. Mộ của mẹ ta đang ở đó. Tất cả chỉ là đau khổ và dây dứt thôi. Ngươi còn chưa quên đi mẹ của mình thì nói gì đến công chúa chứ. Ta biết làm sao với lại cái tên ngốc như ngươi đây. Sư phụ à, ta có một thỉnh cầu. Ngươi muốn ta đi tìm hiểu xem công chúa đang gặp chuyện gì có đúng không? Ta không có làm chuyện phiền phức đâu. Không phải, đây là một thỉnh cầu khác. Mẫu thân, con định đi sao? Con đã quyết định đi rồi, đúng không con trai? Con đúng là tên ngốc nhất trên thế gian này. Không ai ngốc bằng con hết. Chính là người đã nuôi dưỡng tên ngốc đó không phải sao? Sau khi con gặp Ga Chin và quay về đây, chúng ta lại gặp nhau nha. Hôm nay là lần cuối cùng rồi. Công tử à, ta thật sự rất biết ơn vì một nữ nhân thấp hèn như ta lại có được vinh hạnh chăm sóc ngài nhiều năm như vậy. Đã đến lúc ngài phải quay về bên cạnh công chúa. Ngài hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc nha. Ta xin phép lui đây công tử. Mẫu thân nói công tử là sao? Con sẽ mãi mãi là con trai người, và người cũng sẽ mãi mãi là mẫu thân của con. Đàn à, đàn của ta, ta cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn con. Mẫu thân, thank you.
Dana, ta sẽ gặp huynh ở kiếp sau. Dừng lại đi. Tỷ phu à, huynh tới rồi. Ta rất vinh hạnh khi được gặp người lần nữa, thưa công chúa. Để báo đáp ân huệ cao cả của bệ hạ, thần Ondan xin thề rằng nhất định sẽ hạ thành Adan. Sa đại nhân, Sa đại nhân, đã hành hình chưa vậy? Việc hành hình đã bị dừng lại rồi. Người mới nói gì chứ? Tướng quân Ondan đã quay trở về. Đang về rồi sao? Vậy còn công chúa thì sao? Công chúa thế nào rồi? Cô ấy đã bị nhốt lại vào ngục. Chúng ta mau vào cung thôi. Đương nhiên rồi, phải vậy chứ, đi thôi. May quá, cả gì đáng thương. Vì vậy thần xin bệ hạ hỗ trợ thần với 5.000 quân. 5.000 quân sao? Nếu như vậy thì huynh có chắc chắn là sẽ hạ được thành A Đan không? Có thưa bệ hạ. Hơn nữa, thần sẽ hạ cả Geripion và lãnh thổ phía tây Chungryong. Huynh không được hứa suông đâu. Ta thừa nhận khả năng đoán được lý do Ôn tướng quân bất ngờ quay lại đây. Tất cả đều là vì huynh muốn cứu công chúa, không phải như vậy sao? Đúng vậy thưa bệ hạ. Khi một nam nhân muốn cứu lấy nữ nhân của mình thì đương nhiên không dám hứa suông. Đưa ra lời hứa không thể thực hiện được, mà chỉ để lấy lòng bệ hạ là điều không thể chấp nhận được đâu. Quân lính vẫn đang kiệt sức sau khi chiến đấu với quân Becce. Didero nói không sai chút nào, sẽ tốn một thời gian để họ hoàn toàn hồi phục. Ta nghĩ Ôn tướng quân có thể lo liệu được việc đó. Tất cả im lặng đi. Vì hoàn cảnh hiện tại, ta chỉ cho huynh được 3.000 quân thôi. Với quân số đó, huynh có tự tin hạ được thành A Đan không? Nếu bệ hạ tin vào sự trong sạch của công chúa và thả nàng ấy ra, thì thần sẵn sàng ra trận để chiến đấu. Dana, bệ hạ đã đồng ý thả muội ra rồi đó. Về điện Manolia thôi. Huynh đã hứa cái gì rồi? Huynh hứa với bệ hạ sẽ hạ thành Adan, vì vậy bệ hạ mới thả ta ra sao? Không có, không phải vậy đâu. Ondan, chính là vậy phải không?
Huynh đã hứa vậy đúng không? Gachina, ta rất vui khi được quay lại hoàng cung sau nhiều năm. Ta muốn được ăn đồ ngon và gặp gỡ mọi người. Sao huynh lại làm vậy? Đáng ra huynh không nên tới chứ. Cái tên ngốc này, sao huynh không nghĩ cho mình vậy hả? Ta chính là một tên ngốc mà. Nhưng trước hết thì hãy ra khỏi đây đã. Ta rất ghét việc thấy mùi bị nhốt ở trong ngục. Huynh đã hứa rằng sẽ trốn thật sâu trong núi kia mà. Ta thử rồi nhưng không tìm thấy nơi nào để trốn, nên đành quay về với muội thôi. Xin bệ hạ hãy cử Ôn tướng quân về, ta sẽ tự mình dẫn quân đi đánh hạ thành Adan. Công chúa, dù sao thì đáng ra ta cũng đã bị hành hình, ta sẽ tự bỏ mạng sống để giành lại thành Adan. À, nói muội có thể nhúng tay vào việc này? Ta là người đã nhận lệnh của bệ hạ mà. Nhưng đây không phải là lựa chọn của huynh. Đích thân ta sẽ đi chiến đấu, xin bệ hạ hãy hạ lệnh. Chuyện này đã được quyết định rồi, xin bệ hạ đừng rút lệnh. Đan à, ta nói ta sẽ đi, ta đi. Khi nhìn thấy hai người cãi nhau vì lòng trung thành, ta cảm thấy mình đúng là một vị vua may mắn. Rốt cuộc họ đang bí mật bàn bạc chuyện gì đây chứ? Không có gì phải lo lắng hết. Hắn ta đã quay lại hoàng cung sau nhiều năm, chắc hắn có không ít chuyện để nói đây. Phụ thân ơi, người không nghe thấy gì hết sao? Hắn tự tin tuyên bố rằng mình tới đây để nhận mệnh lệnh của bệ hạ. Hắn chỉ có 3.000 quân trong tay mà thôi. Ondan tướng quân có thể là một chiến binh tài ba dũng mãnh, nhưng chiến đấu để giành lại thành Adan là một điều bất khả thi. Sao người có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Nếu như hắn ta chiến thắng trở về thì nhất định sẽ cản đường của Quynh Mô. Bộ người không biết điều đó sao? Còn nói vậy là có ý gì chứ? Công chúa nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ bách tính, và bây giờ Ôn tướng quân cũng quay lại để chung sức, thì ai có thể cản họ được kia chứ? Chúng ta vẫn còn bệ hạ kia mà. Bệ hạ chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên để cho mấy người đó giành quyền lực đâu. Đáng ra từ đầu Ôn tướng quân không nên được nhận nhiệm vụ quan trọng đó. Con không cần phải lo lắng gì hết. Đó là trận chiến chắc chắn sẽ thua mà thôi. Hắn sẽ chỉ tới đó để tìm cái chết. Nhưng chúng ta không thể nào mạo hiểm bất kỳ cơ hội nào. Nếu vậy, hai người cùng nhau đi đánh trận này thì sao đây? Không thể làm vậy được đâu. Không được đâu. Không thể sao? Đúng. Ta không muốn Ôn tướng quân lại cầm kiếm thêm một lần nào nữa. Tỷ có biết tại sao ta nói tỷ gọi Ôn tướng quân trở về thành không? Đó là nhiệm vụ quan trọng mà Thiên Dương đã để lại cho ta. Thống nhất Tam Quốc. Để đạt được điều đó thì chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của Ôn tướng quân. Thành Adan chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch này mà thôi. Chúng ta vừa mới đẩy lùi bé chê chưa được bao lâu, chúng ta không thể khiến bách tính loạn lạc vì chiến tranh được nữa. Đây không phải là chiến tranh, mà là thống nhất Tam Quốc. Rõ ràng 3 ngày trước ta đã ra định rằng phải thay thế tất cả các vũ khí đã bị hư hỏng rỉ sét mà. Và thay luôn cả các chuôi kiếm đã bị mục nát rồi. Vậy mà ngươi không thấy nó đã bị rỉ sét rồi hay sao hả? Bọn ta đã cố hết sức, nhưng thời hạn 3 ngày thì không đủ thời gian đâu. Chúng ta sắp phải ra chiến trường rồi. Và ngươi muốn binh lính của ta chiến đấu cùng với thanh kiếm rỉ sét này hay sao? Hãy giao hết việc chuẩn bị vũ khí cho ta đi, vì ngươi không biết rõ chuyện ở Sinh La bằng ta. Tướng quân, thấy không, thanh kiếm này đã rỉ sét nên không thể giết hắn chỉ với một nhát. Tướng quân à, ta sẽ giết ngươi bằng kiếm của ta. Từ giờ kẻ nào dám trái lệnh của ta thì sẽ bị xử chém ngay lập tức,
dù ở vị trí nào đi chăng nữa. Hãy chuẩn bị cho chiến tranh đi. Dạ. 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 Nghe nói người đã giết một quân binh trong kho vũ khí. Đúng vậy thưa bệ hạ. Thần đã lệnh cho hắn ta sửa lại vũ khí, nhưng mà hắn lại... Đây đúng là một hành động vô lý mà. Binh lính sắp ra trận rồi, ngươi phải khởi dậy tinh thần binh lính, chứ không phải ở đó mà giết người. Phải nâng cao kỷ luật của quân đội thì mới khơi dậy tinh thần được. Ngươi đứng dậy đi. Binh lính của Shin La hoàn toàn khác với lại Goguryeo. Nếu là tướng quân thì ngươi phải biết được sự khác biệt này thì mới có thể chỉ huy. Bệ hạ nói không sai chút nào hết. Từ những gì ta chứng kiến mấy ngày hôm nay thì quả thật quân Shin La đã quá lười biếng. Ngươi nói gì? Binh lính của Goguryeo đã chống lại quân Tùy ở phía trên, còn ở phía dưới thì chống lại Baekje và Shin La chúng ta. Tất cả binh lính đều sẵn sàng ra trận. Vì vậy, từ chủ tướng cho tới binh lính đều sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Nhưng quân Shin La thì lại... Câm miệng lại! Bây giờ ngươi đang sỉ nhục binh lính của ta trước mặt ta hay sao? Vì ngươi đã giao cho thần quyền quản lý quân đội. Vậy cho nên khi ra chiến trường, thần sẽ chiến đấu cùng với những kẻ có khả năng chiến thắng. Nói gì vậy chứ? Hả? Vì vậy làm sao thì chấp nhận vậy mà? Phải đâu? Nếu thấy cách làm của ta không được thỏa đáng, bệ hạ có thể tước quyền của ta ngay lập tức. Nếu như ngươi chỉ biết những lời nói sáo rỗng đó thì tự ta sẽ tước quyền của ngươi. Tướng quân à, hãy làm binh lính của ta trở nên mạnh mẽ hơn đi. Thần nhất định dốc hết tâm sức của mình.